Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Thưa quý vị, trước tiên Cát Tường xin được giới thiệu các vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Ngọc Hương, trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng Trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu diễn viên Ngọc Trinh và đặc biệt còn có sự đồng hành của vợ chồng anh chị Kim Liên, Đắc Tú và chị Bích Ngọc. Thưa quý vị, có những thói quen trong ăn uống tưởng chừng là rất đơn giản, rất nhỏ, nhưng mà đôi lúc nó lại hàng ngày, từng giờ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Vậy thì trong chuyên đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những ảnh hưởng của các thói quen ăn uống đến sức khỏe của con người. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với một đoạn clip ngắn của chương trình. Cùng với các vấn nạn về an toàn thực phẩm đang là chuyện bất thiết chung của xã hội hiện nay, thì trong mỗi gia đình, những thói quen ăn uống thiếu khoa học cũng đang tồn tại khá nhiều vấn đề đáng lo ngại. Dường như phần đông mọi người hiện nay đều ăn uống một cách thụ động và thường tùy tiện chọn lựa hơn là ăn uống theo một chế độ nhất định, như là chỉ cần thấy đói là ăn mà không theo một khung giờ nào. Mọi người cũng thường ăn theo cảm hứng mà không tính toán đến hàm lượng dinh dưỡng có trong mỗi bữa ăn. Chế độ ăn nói chung trong các bữa ăn gia đình Việt hiện nay cũng thường nhiều chất đạm, béo và tinh bột mà ít chất xơ và các loại vitamin. Điều này cũng bị khuyến cáo là thiếu khoa học, tác hại không nhỏ đến sức khỏe. Việc ăn uống hợp lý, khoa học để có một chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe là điều ai cũng mong muốn. Nhưng vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan mà không phải ai cũng có đủ thời gian để chế biến, tính toán cho bữa ăn của mình và gia đình. Thói quen ăn để lấy no, ăn cho qua bữa và thường dùng thực phẩm đông lạnh, đóng hộp, bán sẵn ngoài hàng quán vẫn còn khá phổ biến. Nhưng dù vậy, đã đến lúc cần hình thành một thói quen ăn uống khoa học, có sự chọn lựa hiểu biết về thực phẩm dùng hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Điều này nếu áp dụng hiệu quả sẽ giúp việc ăn uống trở thành một thú vui, tăng cường sức khỏe và xóa bớt nỗi lo về vấn nạn thực phẩm bẩn như hiện nay. Trước tiên là tôi muốn hỏi chị Trinh, không biết là hàng ngày cái thói quen ăn uống của chị trong sinh hoạt gia đình của chị là như thế nào ạ? Chị có cái thói quen gì đặc biệt hay là cái cách ăn uống như thế nào mà khác với người ta không? Không biết mà ở đây bác sĩ với anh chị ăn như thế nào, nhưng mà như nãy giờ Trinh xem cái đoạn clip này, Trinh thấy như Trinh ăn như hơi bị giống ở đây đó. Có nghĩa là Trinh ăn là khi nào Trinh đói bụng Trinh mới ăn, có mấy nhu cầu ăn, tại vì cứ nghĩ là nhiều khi cứ đi làm á chị, không có cái thời gian ăn đâu. Cho nên là không có cái thời gian ăn cố định. Dạ đúng rồi. Chị thích ăn những cái món gì nhất? Chắc là thích ăn thịt. Trinh là mê thịt nè, rồi thích ăn hải sản, mà đặc biệt là hình như là Trinh thích ăn rau. Thời gian gần đây thì là cố gắng là ăn chút xíu, chứ thật ra là hồi đó là tự tin nói luôn là không ăn luôn á. Là không thích ăn? Không thích ăn rau. Dạ, cái đó là nó đặt cái thói quen hồi nhỏ tới giờ. Còn thịt thì mình ăn kiểu gì? Thịt nào cũng ăn được. Thịt gì cũng ăn hết. Dạ. Chị Ngọc ạ, không biết là ở gia đình chị thói quen ăn uống của gia đình chị là như thế nào ạ? Chị thì nói chung là chị thích ăn đồ chiên, rau sống. Yeah. Rau sống là chị là thích ăn nhiều hơn. Ăn rau nhiều hơn. Thường ở nhà là mình nấu nướng ở nhà mình ăn hay là mình có đi ăn ngoài? Nấu nướng ở nhà thì ít lắm, ít ăn cơm lắm. Hãy ăn cơm thì chừng nửa chén cơm thôi. Rồi thịt cá rồi mình ăn đầy đủ thịt không? Thịt cá cũng có ăn đầy đủ nhưng mà cũng ít ăn. Nhưng mà đa số là ăn ở cơm hàng cháo chợ ăn ngoài đúng được. Rồi. Không có nấu nướng ở nhà nhiều. Đúng. Dạ. Yeah. Vậy còn anh chị, xin hỏi anh chị lấy nhau lâu chưa? Dạ lâu rồi. Khoảng 10 năm. 10 năm? Dạ. Mình có cháu nào chưa chị? Dạ được 3 cháu rồi. Trời ơi. Trời ơi, nể chưa? Nể chưa? Bất cẩn. Cỡ quá. Bất cẩn. Vậy hình ngày thì thói quen trong gia đình chị lo những tổ chức những cái bữa ăn trong gia đình mình như thế nào? Dạ thường là em đi chợ rồi về chế biến cho các cháu với lại ông xã. Vợ chồng em thì rất là thích ăn rau. Rau luộc hoặc là rau sống với lại xào, đủ thứ rau hết. Còn thịt cá thì ông xã em rất thích ăn sườn nướng hoặc là cánh gà ram, nên mấy món mà tự chế biến trong nhà. Cuối tuần thì nói chung thì nhiều khi cũng có dịp thì đi ăn pizza hoặc là rán ở ngoài. Em là em cũng không ăn cơm. Em không ăn cơm là cũng mấy năm nay rồi, cũng ăn đồ ăn không á. Nhưng mà đúng là em cũng không ăn rau luôn, y chang chị Trinh, không biết sao không có ăn rau. Mà còn riêng con gái của em á bác sĩ, nó thích ăn gà rán, ăn burger nè. Nửa đêm nhiều khi 10 giờ 11 giờ đêm mà gọi điện năng đấy, mẹ kêu pizza vậy ăn, mẹ kêu pizza. Gọi người ta đem tới á, rồi tới là nguyên cái bánh tròn này nè, thì ta cắt ra làm 8 miếng, làm em ăn có 1 miếng nhỏ thôi, còn nó quất hết 7 miếng luôn á chị. Con em á ghê gớm vậy đó. Em nghĩ cái đó là giống như là cái cách sống bây giờ của các bé trẻ trẻ bây giờ thích gọi thích ăn nhanh. Thích
thức ăn nhanh, mà cái với lại nhiều khi đi ăn như vậy, nhiều khi một phần nữa Trinh nghĩ đó là vô cái một cái quán có những cái phong cách rất hợp với các bé đó, nhiều khi ăn là cũng là chính, nhưng mà một phần nữa là môi trường lại thích hợp, lại tạo cho các bé một cái sự thu hút nữa. Thực ra đó thì trong cái quá trình mà khám tư vấn về dinh dưỡng đó, thì ở trung tâm chúng tôi gặp rất là nhiều cái vấn đề nó khác biệt với hồi xưa. Có nghĩa rằng là hiện giờ cái phân bố bữa ăn của mình, cái năng lượng trong các bữa ăn cũng khác biệt nữa. Thí dụ như hồi xưa đó là ông bà chúng ta nói là buổi sáng ăn cho chắc bụng rồi đi làm, thì giờ không có. Bây giờ bận rộn quá, đi ra đường mình ăn một ổ bánh mì, hoặc là mình ăn đại một cái gói xôi, hoặc là mình có thể chỉ uống một ly cà phê sữa thôi. Thì cái năng lượng mà để mà mình nạp vào buổi sáng sau một cái đêm nghỉ, ngủ nghỉ thì rất là ít. Buổi chiều mình về nhà thì tương đối là ăn ngon, tương đối là được ăn một cái bữa ăn gia đình đầy đủ hơn. Dạ đúng rồi. Như vậy nó xáo trộn. Đúng nguyên tắc á là buổi sáng mình phải ăn nhiều, rồi trưa là ăn vừa vừa và chiều ăn ít thôi. Thì mình đi ngủ mà đâu có làm gì đâu. Thì nếu mà mình ăn buổi chiều nhiều quá thì nó sẽ tích lũy. Đó. Đó là một cái xáo trộn trong cái hiện trạng hiện giờ. Rồi kế tiếp nữa đó là mình cũng cái nếp sống mình nó thay đổi, cho nên là mình đi ăn tiệc nhiều. Rồi mình đi ăn hàng quán nhiều. Thì ở sau hai cái ăn tiệc và hàng quán này nó tiềm ẩn rất nhiều vấn đề dẫn đến bệnh tật. Rồi cái thói quen ăn uống từ xưa tới giờ mình duy trì, mình cũng chưa có khắc phục được theo cái khoa học khuyến cáo. Thí dụ như là mình ăn chất béo rất là nhiều, chiên xào nhiều, ăn muối nhiều. Ngoài muối, ngoài nước mắm, ngoài nước tương thì mình còn có những cái loại tương bây giờ có rất nhiều, tương cà, rồi tương ớt, rồi tương đen, rồi còn thêm muối tiêu chanh nữa. Thì những cái này nó rất là mặn, nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Và cuối cùng là giống như một cái vấn đề mà Ngọc Trinh nãy giờ nêu ra, đó là rau rất là ít so với cái khuyến cáo của về dinh dưỡng đó. Chà, chưa kể là con em là thích uống nước ngọt nữa chị. Đúng rồi. Ăn cái đó là phải kèm, ăn cái pizza là phải kèm một lon nước ngọt. Thôi vậy mới phong cách. Nước ngọt rồi thức ăn nhanh là hiện giờ là nhà nào cũng có hết trơn á. Dạ. Và hai cái này nó ảnh hưởng sức khỏe gì đó. Nguyên nhân tại sao là mình lại ăn như vậy và không thích ăn như vậy? Thì chị biết ăn rau là tốt không? Biết chứ. Tại sao chị không ăn? Biết. Cái đó là cái tính nữa, hiểu không? Tại vì ngay từ hồi nhỏ thì chị đã không thích ăn món rau rồi. À. Đó, không thích ăn rau rồi, và cái thói quen đó nó ảnh hưởng, nó là một cái thói quen nó theo mình cho đến lớn luôn. Và khi lớn rồi thì bắt đầu là biết là phải ăn rau, có nghĩa là em cũng nhắc em hoài đó, ăn rau đẹp da. Nhưng mà xin thưa là em ăn cao lắm một chút. Con đó. Em nó cũng không ăn rau. Đúng rồi. Ủa mà bây giờ 14 tuổi rồi mà ép nó vậy, ví dụ như ép ngồi kế bên á, nó ăn được, ví dụ có cái xào tắc son thì nó còn ăn được một chén. À. Còn rau gì vô á, một cọng nó cũng lừa ra, hành ngò đang ăn gì mà nó có một miếng ngò nó cũng lừa cái miếng ngò ra nữa, chị bà khổ tâm hết sức luôn vậy đó. Mà nó nhất định nó không ăn rau, không biết làm sao nữa. Không, thật ra là biết đó chị, biết là ăn rau là tốt mà không biết sao cũng không thích. Cũng có ý thức nhưng mà nó cái chưa, sự chưa vượt được. Bực nó không có, cũng cái kiên trì lắm. Nó không có. Chị Ngọc thì chị nghĩ là tại sao lại ăn uống những cái thức ăn giống như bác sĩ nói là chiên dầu được nhiều, rồi là ít ăn rau, hay là mình lại không có những cái bữa cơm, hay là mình thay đổi cái khung giờ ăn uống của mình nó không hợp lý, theo như chị là nguyên nhân từ đâu ạ? Tại vì thường thường sáng là mình ngủ dậy thì mình phải ăn sáng, nhưng mà thật ra thì mình dậy trễ quá thì không có kịp thì mình đi, cho nên nhịn có khi tới chiều khoảng 3-4 giờ mình mới ăn. Là từ sáng nhịn tới chiều 3-4 giờ mới ăn luôn? Có luôn. Trời ơi, vậy là nguyên nhân là do rồi công cái việc. Bắt đầu á mình 3-4 giờ mới ăn, còn có khi á thì 3-4 giờ không có ăn, tới tối về khoảng 7-8 giờ mới ăn. À, vậy còn anh chị thì sao ạ? Anh chị có những nguyên nhân nào khiến bây giờ chúng ta ăn uống như vậy? Tại vì công việc bận rộn. Thứ hai nữa là vì ra ngoài đường thì nhiều. Nếu mà mình mua về á, ở ngoài có chế biến sẵn á, mà nhanh và rẻ nữa. Nếu mà nhà tự chế biến, mua thịt, mua rau rồi về thì mất thời gian quá. Thật sự nhiều khi cái thói quen ăn uống á, nó xuất phát từ cái vấn đề là bị ảnh hưởng nhau, phim ảnh, rồi ảnh hưởng. Nhưng bây giờ tự nhiên cái thích coi phim Hàn Quốc, cái lại là thích ăn theo cái đồ nướng. Những cái quán hàng ăn ở ngoài đường thường thấy bây giờ mọc lên rất là phong phú luôn, mà cái đó là toàn là du nhập từ ở nước ngoài về không à. Đó là với lại mọi người cái quan điểm này nè, kệ ăn có nhiều đó có sao đâu. Nhưng mà họ quên rằng là tích lũy thì sẽ thành đại, mỗi ngày cứ kệ đúng không? Dạ. Nhiều khi mình nghĩ nửa đêm con mình nó năn nỉ mẹ chưa ăn bánh đói bụng, mẹ đói bụng mà mình đi làm về khuya mà con mình nó chưa ngủ, mẹ đói bụng nó kêu pizza vậy ăn, mà không lẽ mình thấy cũng tội, mình đi cả ngày bỏ nó cái tâm lý nữa, rồi điện thoại kêu về ăn thì quạt ăn biết no mà thôi kệ, lâu ăn lần. Tôi cũng đồng ý với lại Cát Tường á, là tức là mình bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu và cái phim ảnh.
và đặc biệt là giới trẻ. Đương nhiên là ngồi ở đây chúng ta có rất là nhiều thế hệ. Thí dụ như là Ngọc Trinh đi, Ngọc Trinh nói là từ nhỏ em không ăn rau. Dạ. Và rất là băn khoăn về cái chuyện là không ăn rau thì biết là rất ảnh hưởng cho sức khỏe, nhưng mà mỗi giờ mỗi lần ăn ăn có một dít nhỏ xíu à. Dạ. Thì cái đó là do cái thói quen từ nhỏ. Và như vậy thì một trong những cái nguyên nhân, một cái lỗi đó là hồi nhỏ ngoài cái việc mà mình không có hiểu biết để mình tập ăn á, thì là do cái gia đình mình có cái thói quen rằng là có nhiều khi rằng là đem một tô canh rau lên là cả gia đình ăn, thì nó không có đủ với cái lượng rau mà cần cho cả gia đình. Là một cái thứ hai thì ví dụ như nhiều khi là từ vì con mẹ nheo quá không có coi như nó không thích ăn thì thôi, chứ giờ đến bữa ăn khóc lóc đồ này kia thấy cũng khó chịu trong cả gia đình, nó không có ngon miệng. Đó là cái thói quen gia đình. Rồi xong rồi kế tiếp nữa, một cái nguyên nhân sâu xa nhất á là gì? Tại vì xã hội mình đang thay đổi, cả phụ nữ và nam giới đều ra ngoài làm việc hết. Và như vậy thì cái nhu cầu của mình cho con cái mình học hành rồi trang bị cho nó những cái mà cần thiết tiện nghi rất là nhiều. Cho nên rằng là cả hai vợ chồng đều làm việc rất là cực lực. Và khi làm việc cực lực chúng ta không có thời gian để chăm sóc cho bữa ăn của gia đình. Và như vậy thì ăn hàng quán nhiều nè, ăn thức ăn nhanh nhiều để tận dụng những cái thuận tiện. Rau thì cũng ăn rất ít, tại vì làm rau quá mắc công luôn. Thêm nữa là cái thói quen ăn uống như hồi nãy mình có nhắc á, là từ nhỏ gia đình mình ăn cái món kho đó là phải thiệt mặn, hoặc là rất có thói quen rằng là đến thứ bảy chủ nhật là phải nấu chè ăn, tức là ăn rất nhiều đường. Rồi khi mà chế biến á, thì mình lại có thói quen rằng là mình không có đong dầu mỡ bằng muỗng, mà mình cầm nguyên chai dầu chế vô trong chảo luôn, thì chất béo rất là nhiều luôn. Hiện giờ mình biết là không tốt nhưng mọi người vẫn cảm thấy rất là ngon và rất là thèm, đúng không ạ? Tường xin hỏi chị Ngọc, theo như chị thì chị thấy với những ăn uống mà những cái thói quen hàng ngày trong sinh hoạt của chúng ta, thì theo chị thấy có những cái hậu quả nào mà chúng ta sẽ dễ dàng bị mắc phải? Có khi một ngày mình không có ăn tới chiều mới ăn, thì mình mới ghé một cái tiệm mình ăn một tô hủ tiếu, uống một ly sinh tố và mình ăn một dĩa ốc. Vừa ăn xong thì mình thấy sao ủa mình đau ngay đây. Cái mình đứng dậy mình đi về, thì mình đi về một khúc á, thì mình thấy sao mà nó đau ngược xuống đây mà đi không có được, cứ nghiêng 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 về đi. Đi về tới nhà thì nằm cũng không được, mà ngồi cũng không được, mà kiểu nào cũng không có nằm được hết trơn. Thì sao mình mới có gặp một cái chị bạn, mình hỏi ủa sao mình ngày đó mình không ăn mà tới giờ đó mình sao mình ăn vậy đó, rồi sao mình bị đau như vậy. Thì mà mấy chị đó chị mới nói là trời ơi, từ sáng tới chiều không ăn mà ăn vậy, ăn ồ ạt vô quá thì nó sẽ làm mình bị rối loạn tiêu hóa gì đó, là bắt đầu mình sợ luôn. Chị Trinh có bổ sung gì nữa không, những cái hậu quả gì nữa không? Không, bây giờ đang lo nè. Lo gì? Chị ít ăn rau quá thì chắc chắn là sẽ nhiều bệnh, cho nên bây giờ lo thì nó cũng ảnh hưởng qua tới công việc của em. Giống như là mấy năm trước là Trinh phải đi nhập viện luôn, là phải đi mổ bao tử. Và sau khi đi chữa bao tử về thì bác sĩ nói là thử máu đồ rồi làm xét nghiệm, nói là Trinh, người Trinh nó thiếu nhiều chất xơ quá, rồi cho nên hệ tiêu hóa nó yếu. Chính vì vậy là bác sĩ nói là bây giờ đi mổ về là phải ăn rau ngay, chứ nếu bạn không ăn rau thì một thời gian nữa tôi sẽ gặp bạn. Nhưng mà thật sự là Trinh cũng có gặp bác sĩ lại đó, cho nên Trinh vẫn không ăn rau được. Hay là ví dụ như con gái của Tường ít ăn rau thì da mặt sẽ không có đẹp, rồi mấy mốt tuổi dậy thì nó sẽ bị nổi mụn. Trẻ em bây giờ em thấy béo phì rất đa là số nhiều hả? Đa số luôn. Dạ. Tại vì ăn nhiều chất dầu mỡ, gà rán hay là pizza, lười vận động nữa, nó dễ gây ra béo phì, dẫn đến bệnh rất nhiều. Tường thấy người lớn bây giờ có mấy cái bệnh nó mới có liên quan ăn uống, bị gút là bị sao mà hình như ăn nhiều quá nó cũng bị hơn, mình ăn ít thiếu thì nó cũng tốt, mà ăn nhiều quá lại bị gút. Mà thấy hồi xưa là em có bạn là nó mới khoảng mới 40 tuổi à, mà nó đi cà khập khiển rồi nó đau hai cái chân, đau khớp, nó đi không nổi, mà không biết tại sao, nó nói là do ăn nhiều chất bổ quá nó bị. Ừ, đúng rồi. Bây giờ trước tiên mà để cho mình dễ nhớ và dễ hiểu thì mình có thể tách ra thành từng mảng. Thí dụ như bây giờ mình ăn không đủ ba bữa, hoặc là giống như buổi sáng mình nghỉ ăn sáng luôn, mình vội vã mình tới mình làm việc luôn rồi đến trưa mình mới ăn, xong chiều mình cũng không rảnh để mình ăn, đến tối mình mới ăn, thì ăn uống thất thường đó sẽ dẫn đến là viêm dạ dày hoặc là viêm loét dạ dày tá tràng. Rồi phân bố cái bữa ăn không có hợp lý thì nó sẽ dễ dẫn đến tình trạng rằng là mình mà ăn ban đêm nhiều thì rất là dễ bị béo phì. Đó, hoặc là mình đi ăn quán, ăn tiệc nhiều thì nó tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ. Các bạn vào trong một cái bàn tiệc bao giờ các bạn cũng thấy rất là thịnh soạn, và ai cũng nói ăn cái này chút đi, ăn cái kia chút đi, mỗi thứ một chút thành ra nhiều, cho nên rất là dễ bị tăng cân béo phì. Như vậy thì thừa cân béo phì á, thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Thí dụ như rối loạn về cái chuyển hóa đường trong cơ thể thì dẫn đến bệnh đái tháo đường.
rối loạn về cái phần mà dư chất béo thì nó sẽ là có tình trạng mỡ trong máu, và cái hệ lụy của cái mỡ trong máu này á, là nó dẫn đến xơ vữa mạch. Cái thứ hai nữa là nó dẫn đến cao huyết áp, và những cái này nó dẫn đến đột quỵ. Rồi ăn thịt cá tôm cua nhiều, tức là ăn cái thực phẩm giàu đạm nhiều, nó sẽ tích lũy cái acid uric và dẫn đến bệnh gút giống như là Cát Tường nói. Đó là những cái rối loạn khi mà mình bị thừa cân béo phì và mình ăn tiệc, ăn thức ăn thịnh soạn nhiều quá. Đó là chưa kể khi các bạn ra quán ăn thì cái tiềm ẩn phía sau là nhiễm trùng đường ruột và ngộ độc thức ăn, tại vì người ta không chọn lựa thức ăn như ở nhà đâu. Rồi kế tiếp nữa rằng là cái tình trạng ít ăn rau và trái cây, cái chất xơ vào trong cơ thể của mình nó sẽ bị ít đi. Thì cái chất xơ nó gồm có hai nhóm, một chất là chất xơ tan, một nhóm là chất xơ không tan. Thì hai cái này nó có nhiều nhiệm vụ lắm. Thứ nhất là nó làm cho mình không bị táo bón, là da mặt sẽ mịn màng. Cái thứ hai là nó cung cấp những cái vitamin cho mình để làm cho chúng ta tăng sức đề kháng. Cái thứ ba nữa là cái chất xơ này nó sẽ điều hòa cái bữa ăn, nó làm cho cơ thể mình không hấp thu những cái chất xấu vào trong cơ thể, nó làm cho mình đỡ có mấy cái như là mỡ trong máu nè, tăng đường huyết sau bữa ăn quá nhiều nè. Thì thành ra rằng cái việc mà ăn rau và trái cây rất là quan trọng. Với những cái hậu quả, những cái hệ quả, hệ lụy mà bác sĩ vừa đưa ra thì rõ ràng mình thấy nó rất là ghê gớm, rất là nguy hiểm. Thì không biết nãy giờ nghe xong thì riêng bản thân chị Ngọc, chị có cảm thấy là mình cần phải có những cái giải pháp như thế nào để có thể khắc phục được những cái tình trạng này? Như chị thì bây giờ mới ăn uống với điều độ lại. Ăn uống điều độ lại. Ăn đừng có mà ăn mà nhịn từ sáng tới chiều mới ăn. Đó. Chứ ăn không có ăn chất dầu mỡ nhiều. Thì chị phải ráng nha, bận cỡ nào bận sáng cũng phải ráng ăn đàng hoàng. Vậy anh Tú thì bản thân nãy giờ anh ngồi nghe mọi người chia sẻ thì anh có nghĩ rằng mình có những cái giải pháp nào cho gia đình của mình không về chế độ ăn uống? Chế độ ăn uống thì chắc về cho mấy đứa nhỏ ăn rau nhiều, và tốt nhất là rau trồng ở nhà. Ở nhà cũng có mảnh vườn nhỏ nhỏ vậy đó, rồi nuôi cá, trồng rau với nuôi vài con gà. Để tự chế biến, tự sản xuất. Cát Tường nói chuyện với anh chị bên này mà Trinh cứ nhìn gia đình rất là đắm đuối. Tại vì thấy anh chị là chăm sóc con cái rất là khoa học. Rồi bây giờ có một cái giường, mảnh giường nhỏ bé bé xinh xinh, trồng rau nuôi gà rất là lãng mạn ha. Bọn em cũng thích lắm mà bọn em cứ vòng vòng, bọn em không có thời gian được như anh chị đâu. Nhưng mà chắc chắn thì cũng sẽ học anh chị, cái gì hay thì bọn em cũng học từ từ. Chắc chắn là học bây giờ nhanh thì không được rồi. Nhưng mà sẽ ăn rau, thật ra em biết ăn rau thơm em ăn được lắm. Tất cả các loại rau em sợ nhưng mà rau thơm thì em thích, bây giờ bắt đầu thích rồi. Cho nên em hứa lần này em sẽ quyết tâm. Mình nhắc tới cái giữ sức khỏe đó, thì chắc chắn là mọi người cũng thắc mắc rằng là như thế nào là khỏe. Thế thì mình tạm lấy một cái chỉ số mà tất cả mọi người đều có thể tự tính cho mình được hết mà không cần đi đến bác sĩ. Đó là chỉ số BMI. Thì chỉ số BMI đó là viết tắt của Body Mass Index, tức là chỉ số khối của cơ thể. Cái này nó tính theo tính cân đối của cân nặng dựa vào cái chiều cao của từng cá thể. Và công thức tính là cân nặng tính bằng kg chia cho chiều cao bình phương, và chiều cao lúc này tính bằng mét. Đó. Thì nếu như bạn nào tính ra mà mình ở trong cái khoảng 18,5 cho tới 25 thì xem như cơ thể mình đang là bình thường, không có bị thừa cân béo phì. Và nếu mà gọi là lý tưởng á, thì BMI sẽ là từ 21 đến 22 thì được gọi là lý tưởng. Đó là về cái mặt sức khỏe thì mình có thể là mình tự tính cho bản thân của mình được luôn, không cần phải đi đến bác sĩ. Còn nói về ăn uống á, thì chúng ta có thể, nếu như mà tôi nghĩ rằng là thời đại này chúng ta có thể lên mạng được, chúng ta sẽ lên mạng và đánh chữ tháp dinh dưỡng cân đối. Thì trong cái tháp dinh dưỡng này á, cái lời khuyên của người ta cụ thể là như thế này. Thứ nhất là chúng ta nên ăn giảm muối. Cái gì nằm ở trên đỉnh tháp á, là ăn ít xuống, đến từ từ nó giãn ra thì cái thức ăn nó sẽ tăng dần lên. Xong đến đường thì người ta cũng khuyến khích mình ăn vừa phải thôi. Tức là mỗi người một ngày nhiều nhất là 10 gram đường thôi. Về vấn đề thịt cá thì nếu mình ăn thịt không thì không tốt. Cho nên rằng là người ta khuyến cáo mình để có được những cái omega 3, omega 6 tốt cho hệ tim mạch đó, thì một tuần chúng ta nên ăn cá 3 lần, còn lại là thịt và hải sản. Và cũng ăn vừa phải thôi. Thì rau được khuyến cáo mỗi ngày ăn 4 lạng. Một người ăn 4 lạng. Thường đa phần chúng ta ăn không đủ. 4 lạng là 400 gram hả? Mặc dù là chị Kim Liên có trồng rau tại nhà cũng ăn không có đủ đâu. Vì mình hái xuống mình sẽ cảm nhận là nhiêu đây là nhiều rồi. Nhưng mà thật ra thì mình mua ra chợ mua bó rau muống 1kg về, thì đó là cả nhà ăn trong một bữa ăn. Thì rau muống là mình đã thải bỏ đi 50%, là còn có nửa ký thôi. Mà 5 người ăn hoặc 4 người ăn là mỗi người một bữa ăn được có lạng mấy thôi. Mà chúng ta chỉ có 2 bữa ăn chính thôi, có rau thôi. Thành ra là thường đa phần là thiếu không rau đủ.
Và để kèm theo cái phần thiếu rau này á, thì người ta khuyến khích là nếu mình ăn rau ít thì mình ăn trái cây nhiều lên. Đó, thì như vậy mình có thể hài hòa giữa hai cái này là. Trái cây là bất cứ loại trái cây gì hả chị? Đúng rồi, người bình thường thì mình có thể ăn bất kỳ loại trái cây nào như Cát Tường nói. Còn đối với người béo phì thì mình nên tránh những cái loại trái cây năng lượng nhiều. Thí dụ như là chuối nè, mít nè, sầu riêng nè, xoài nè, trái bơ nè. Những cái này năng lượng cực kỳ cao luôn. Mà thậm chí người Việt Nam mình trái bơ mua về còn bỏ thêm sữa đặc có đường, hoặc là ăn với đường nữa, thì thành ra rất là dễ lên cân. Đó, thì đối với người béo phì thì chúng ta ăn những cái loại trái cây nhiều nước và ngọt thơm, thanh. Thí dụ như là dưa hấu đó, thanh long rồi, thanh long, rồi thơm, rồi quýt, rồi bưởi, rồi cam sang. Đó, những loại đó mình có thể ăn nhưng mà nó không có gây tăng cân cho mình. Và cuối cùng chúng ta hạn chế ăn những cái bữa tiệc tùng nhiều quá. Tại vì ăn tiệc thì chúng ta không kiểm soát được năng lượng cực kỳ nhiều lâu luôn. Thực ra là chúng ta dẫn cả nhà đi ăn pizza thì cũng là ăn tiệc rồi đó. Tại vì trong cái bữa ăn gà rán hay là pizza năng lượng cực kỳ cao luôn. Chúng ta hạn chế những cái bữa ăn ở ngoài tiệm. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của bác sĩ Ngọc Hương. Cảm ơn những cái chia sẻ kinh nghiệm rất quý báu của chị Ngọc Trinh cũng như là các vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, với những gì mà chúng ta đã chia sẻ từ nãy đến giờ thì Tường hy vọng rằng là quý vị cũng đã có thể nghe, có thể điều chỉnh lại về cái khẩu phần ăn của gia đình mình, cũng như điều chỉnh lại những giờ ăn uống sao cho hợp lý để cho gia đình của chúng ta luôn luôn được đảm bảo một sức khỏe tốt nhất . Nói đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.